đội Thác Công Lipa, nơi thân thể nguyên bản lên của mày. Đất quay luôn à, mong muốn ra cánh thiên đàng à, cánh của đất quay à, ngon, lên hay không anh em, chúc mình một câu may mắn anh em à, chúc mình may mắn ra mình lì xì anh em liền. Game này nạp thẻ quyệt theo được không, game này nạp thẻ quyệt theo á, cái này mình cũng chả biết được hay không, tại vì mình có nạp càng gì theo bao giờ. Một cái phôi vũ khí trao, có một cái món đồ, đồ này cộng càng cao hay càng whip, đồ này lên cộng 7 luôn, anh cũng liều nhờ, không có lúc mà anh cũng liều lên cộng 7 luôn nè. Rồi hai cái bùa tăng tỷ lệ nè, ở đây là tâm linh, ở đây là ước nguyện, ở đây là chào, ở đây là một cái bùa để mà mình mong muốn, nếu mà có ra được á thì cái phần trăm nó hỗ trợ của cái mong muốn của mình nó sẽ cao hơn. Ở đâu mà lên tới cộng 10 dữ vậy, có lúc không à mà đưa lên tới cộng 10, hết chuyện mồi đi lấy cái win mồi lên cộng 10, quậy nồi chưa HP nè, không lúc lấy win mồi lên cộng 10 luôn mới ghê chứ, dân chơi dữ thiệt anh em à. Lấy win mồi lên nó xây luôn hai món, anh muốn làm cái nào trước nè, anh muốn là test cái win trước hay là ép lên cộng 10 trước, hết chuyện mồi đi lấy cái win lên mồi lên cộng 10 luôn à. Vì là anh trai anh kiếm ra được cái đường xây win đó anh em à, anh đang chia sẻ cái kinh nghiệm xương máu của anh lại nha anh em nhìn nha. Về mua cái tạo vé bờ lút đập phát đầu, mà đập phát đầu chắc ăn là ga, linh tính của em cao lắm, vì mà ngồi đây đông như đúng rồi luôn, kiếm mà chủ quán chẳng ai. Vé 8 chơi hẳn vé 8 nặng, nếu mà có gà còn có cái để xây mồi hai cái luôn à. Quan trọng là cái tỷ lệ của nó với cái tỷ lệ của win nó có ngang bằng với nhau không, cho cái không gian nó trống nhất kết hợp bình thường nè. Phát đầu này chắc ăn lên, đảm bảo với anh trai luôn. Bây giờ cho anh trai suy nghĩ lại nè, win đập vé hay là đập cái vũ khí trao. Mồi đi xịt 80%. Anh bảo là mồi đi xịt tới 80%. Ôi trời ơi, như vậy là anh cha không tin tưởng, anh cha không tin tưởng mình rồi. Tâm đã nói rồi, cái tay mướt lắm, làm là lên à. Một vé này hồi nãy tính quay vũ khí trao đầu tiên ấy, anh bảo là bây giờ là xe cái vũ khí trao trước, bây giờ mình lấy ra nha. Đây nè, vũ khí trao lại đây nè, đây này 50%. Hồi nãy tính vô là xây cái win 1 mà anh kia ép cái vũ khí trao trước, nãy vô phải làm vũ khí trao được rồi, cái lần đầu tiên là được rồi, lên lộng dễ nha ăn giỏi. Có ông nào đập vũ khí trao nữa không, quăng đồ đây tôi đập cho. Mồi không có tỷ lệ 40, nếu mà kiếm cái gì nữa mồi có cái tỷ lệ 40 á, lặn cho nó ngang với cái tỷ lệ đồ của mình á là nó sẽ ngon. Giờ vô giá với cái win trước nha, kết hợp bình thường nè, cho vô này tỷ lệ lên ngập tràn nè, 40%. Nhưng mà mình bỏ vô thêm nó có lên thêm không nha, bỏ vô thêm có lên không, cũng không lên. Đảm bảo với mấy ông luôn, nó để là có tác dụng, nhưng mà đem tôi nói cho mấy ông nghe nè, nó để 40% như ví dụ nó không ăn hai viên ngọc của mấy ông á thì là nó 40%, còn nó ăn hai viên ngọc của ông, mấy ông lên nó lên được 45%, mấy ông tin không, lên 100%. Ôi trời ơi, nó mắc lẹ nha, chứ ông đòi ship sao nữa. Chào còn tùa lua hết đấy, để lấy cái bùa ước nguyện là ra cánh, cái pha này là đập win cộng 10 lên, hứa với mấy ông luôn. Chơi mà nó mắc kết nối của này, đánh qua với đánh kia là con ghép đeo được á, ra cái dòng mana lúc là tặng một ca bon, có thêm dòng mana lúc nữa thì thôi server này mình điểm danh đầu tiên. Ôi sai lầm, lúc mà mình muốn lừa tình cái con này là mình phải đừng có cái win nó trong gương, có cái win trong gương nó nói ôi mày có cái win rồi tao coi mày làm cái gì. Nhất ba tam gì ba cái, nó cứ cản mũi. Admin này, cái thằng này nó mắm vố, nó đang xem nè, thích bịp bợm thì chuyến này lấy của nó luôn nha. Lên. Ui giời ơi. Mẹ bà, cạn lời. Cái win tàng hình, win tàng hình. Mắm vố thiệt chứ. Hai cái win một của tôi. À đời này không có ăn đồ nó giải được đâu. Xin chia buồn, địch cũ càng AD. Nó đã là xin chia buồn. 50% mình cũng dán xịt cái win của mình. Quá ok anh em à. Các anh em thấy cái mùi nó sao? Cái mùi này mình thấy là nó cực kỳ khấm nha, không phải chuyên đùa đâu. Khi mà đã lên được một cái win không lúc mà anh đập nó lên 9 được đó là đã lực lắm rồi đó anh em. 9 lên 10 là cái mốc này là cái mốc dễ nhất. Từ 9 lên 10 giá nào cũng lên hết, nhưng mà tại vì số mình đen.